Tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vào khoảng 9 giờ ngày 19 tháng 10, ngư dân Phạm Võ Phong ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, cùng người con rời cửa Nhật Lệ đi thả lưới. Trong lúc hành nghề, không may gặp sóng lớn khiến thuyền bị lật chìm. Cha con ông Phong tự bơi gần 2 km để vào bờ nhờ trợ giúp. Nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng Quảng Bình huy động người dân tới ứng cứu. Đến 13 giờ cùng ngày, con thuyền mới được trục vớt và lai dắt vào bờ, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Theo Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ninh, chính quyền địa phương đã có lệnh cấm biển từ 0 giờ ngày 18 tháng 10, cảnh báo nguy hiểm không ra biển cả ngày 19 tháng 10, nhưng hai ngư dân này đã tìm cách ra khu vực gần bờ để thả lưới và gặp nạn.